Chào các bạn, trên tay mình đây là con chuột Zskill Ripjaws MX780. Thì Zskill là một cái hãng khá là phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên trước đây thì chúng ta biết nó cái hãng này là bởi vì họ sản xuất những cái dòng RAM. Còn trong năm 2015 thì họ bắt đầu chuyển qua sản xuất phụ kiện chơi game. Và con chuột này là một trong những cái con chuột mà một cái những phụ kiện đầu tiên mà họ sản xuất. Và đến năm 2016 thì bắt đầu là họ bán tại thị trường Việt Nam. Thì như các bạn thấy đây thì con chuột MX780 này nó có thiết kế khá là hầm hố. Thì cái giá của con chuột này là 1,6 triệu, tức là nó là thuộc là một trong những dòng chuột cao cấp nhất hiện nay. Thì cái lý do mà tại sao bạn gọi là bạn nên cân nhắc những con chuột như thế này là bởi vì nó thiết kế là để cho nó có độ tùy biến rất là cao, tức là bạn có thể thiết lập nó để cho mà phù hợp với cách chơi của bạn. Đầu tiên là ở đây thì chúng ta thấy là nó có thiết kế là dành cho cả thuận tay trái lẫn tay phải, tức là bạn dù bạn chơi tay trái hay tay phải đều được sử dụng được. Chúng ta có 8 nút, là hai cái nút chuột trái phải đây, nút cuộn, và ở giữa này có một nút giữa. Còn hai bên hông này thì mỗi bên bạn sẽ thấy là có hai cái nút bổ sung nữa, tổng cộng là 8 nút. Thì cả 8 nút này nó sử dụng cái switch Omron, tức là bạn có thể sử dụng được, bấm được ở cái tuổi thọ đó là khoảng 20 triệu lần thì rất là cao. Ngoài ra thì toàn bộ cái thiết kế của cái dòng chuột này họ sử dụng chất liệu là bằng nhôm, cho nên nó rất là bền với lại nhìn rất là ngầu. Ngoài ra thì chúng ta cũng có hệ thống đèn. Thì những cái đèn này thì bạn có thể dùng cái phần mềm để bạn custom, tức là bạn muốn biến thành màu gì thì tùy bạn, hoặc là kiểu như chớp nháy gì đó. Cái điểm đặc biệt của con chuột này, ngoại trừ cái chuyện mà nó có thiết kế khá rất là ngầu với lại cái sử dụng switch Omron, là nó có khả năng là hai bên hông này bạn có thể gỡ ra. Trong nguyên một bộ sản phẩm ấy thì ngoài hai cái miếng này thì họ còn sẽ cung cấp cho mình thêm hai miếng nữa, hai miếng cánh này nó sẽ dài hơn. Giả sử như là nếu mà bạn là người thuận tay phải thì bạn có thể gắn cái cánh này ở đây, và cái phần bên này thì nó sẽ phù hợp cho người thuận tay phải. Ngược lại thì bạn có thể gắn cái cánh ở bên trái, dành nếu bạn là người thuận tay trái thì bạn sẽ đổi ra. Thì đây là dành cho những bạn mà thuận tay trái. Cái điểm hay là những cái phần này, cái phần bên hông này thì nó được thiết kế là nó sử dụng từ, cho nên 500 bạn chỉ cần gắn vô là nó sẽ khích lại, chứ bạn không cần phải dùng ốc hay là gì đó, cho nên rất là tiện. Nếu bạn không thích thì bạn có thể gỡ ra. Ngoài ra thì con chuột này nó có trọng lượng là khoảng là 100, nếu mình không nhầm là 111 gram, thì nó tương đối là nhẹ. Mặc dù là nó là bằng kim loại nhưng mà nó tương đối là nhẹ. Bởi vậy cho nên nhà sản xuất họ cho chúng ta thêm có hai cái cục nặng nữa. Thì hai cục nặng này mỗi cục nặng là 4,5 gram, tức là bạn có thể thay đổi cái trọng lượng của con chuột này tăng lên 9 gram tùy theo cái nhu cầu của bạn. Thì để mà gắn cái cục nặng này vô thì bên hông bạn sẽ có cái lỗ, bạn nhét nó vào. Khi bạn nhét vào hai bên thì cái trọng lượng của con chuột nó sẽ tăng lên 9 gram. Thì tùy theo nếu bạn thích chơi chuột nặng hay thích chơi chuột nhẹ thì bạn có thể sử dụng cái cục nặng hoặc là không sử dụng cục nặng. Ngoài ra còn có một tính năng thú vị nữa, đó chính là nó cho phép là bạn ở cái phần đệm tay này, nó cho phép bạn nâng cao hoặc hạ thấp tùy theo ý muốn của mình. Ở phía dưới này bạn sẽ thấy là có một cái lỗ, thì họ nhà sản xuất họ cung cấp cho mình một cái thanh như thế này. Khi bạn xoay thì nó sẽ nâng lên hoặc hạ xuống tùy theo cái chiều xoay của bạn. Chẳng hạn như bây giờ mình đang nâng lên. Đó là nếu bạn thích cái chỗ đệm tay bạn cao. Như thế này nó sẽ tùy theo cái sở thích của bạn. Còn nếu không thì bạn có thể hạ nó xuống. Cái cảm biến con chuột này sử dụng là cảm biến laser. Thì cái độ nhạy tối đa của nó là 8200 dpi. Thì cái độ nhạy này không phải độ nhạy cao nhất, tuy nhiên so với cái nhu cầu sử dụng của người bình thường thì mình cảm thấy là nó, nói chung là nếu mà bạn sử dụng bình thường thì nó rất là ok. Bạn có thể điều chỉnh cái mức độ nhạy của nó bằng cái nút giữa này. Bạn có thể thiết lập nút giữa này tùy ý, nhưng mà cái mặc định của nó thì nếu bạn ấn nút giữa này thì nó sẽ thay đổi 5 cái cấp độ mà dpi mặc định. Ở trong cái con chuột này họ có tích hợp một cái phần bộ nhớ đệm. Thì cái bộ nhớ này nó cho phép bạn lưu 5 cái thông số của DPI. Một bạn bấm một lần thì nó sẽ chuyển sang một thông số khác, từ 1000 cho đến 8200, thì tùy theo bạn cần độ nhạy như thế nào mà bạn có thể sử dụng như vậy. Cũng cần một lưu ý nữa là đây là loại chuột laser. Bởi vậy cho nên nếu mà bạn là những người mà không thích cái vấn đề mà gia tốc khi mà sử dụng chuột ấy, thì bạn cân nhắc về đó. Tại vì tất cả con chuột laser hiện nay đều có bị cái vấn đề về gia tốc. Thì tùy theo cái sở thích của bạn, tại vì một số người họ vẫn thích gia tốc, còn một số người thì không thích gia tốc. Thì nếu mà không thích gia tốc thì bạn lựa chọn những con chuột quang, còn chuột laser thì chắc chắn bất cứ con chuột nào cũng phải có gia tốc. Thì về cái mức giá của cái dòng sản phẩm này là nó là 1,6 triệu, thì nó khá là cao. Tuy nhiên
cơ bản thì khi mà bạn lựa chọn những con chuột cái này thì nó cho bạn cái sự tùy biến tốt hơn, và bạn đặc biệt là những cái bạn nào mà mới chơi chuột mà bạn chưa biết được là cái sở thích của bạn thật sự là bạn phù hợp nhất với loại chuột nào, thì cái con chuột này của bên Z-Skill MX780 thì nó cho phép các bạn tùy biến cho phù hợp với mình. Tức là thay vì bạn mua một con chuột thì bạn phải gọi là làm quen với nó, thì cái dòng chuột này bạn có thể tùy biến nó để cho nó phù hợp với cái nhu cầu của bạn. Ngoài ra thì khi mà bạn mua cái con chuột này thì hãng họ có tặng cho bạn một cái tấm lót chuột. Thì cái tấm lót chuột này nó rất là êm và nó được thiết kế để tối ưu cho cái dòng chuột Z-Skill này. Cho nên bạn cũng không cần phải quá quan tâm về cái chuyện mà cái mặt phẳng của bạn sử dụng trên bàn hay là sử dụng trên mặt kính gì đó. Thì bạn chỉ cần sử dụng cái tấm lót chuột là được. Cảm ơn các bạn.